đéo nào chả đi rửa, lúc nào chả sạch, bày vẽ ra dọn nội thất chuyên sâu rồi. Đấy các bác thấy không ạ? Đấy là nhiều bác đang nghĩ như thế nhưng không phải với nhau bác nhá. Cái dọn nội thất chuyên sâu là như thế nào? Đây anh em có thể nhìn thấy đây, một chiếc xe mà bên em đang dọn nội thất chuyên sâu cho các bác, thì chiếc xe sẽ được tháo hết toàn bộ ra để vào vệ sinh lại toàn bộ cái khoang nội thất bên trong xe. Thì như cái chiếc xe này thì nguyên bản của chiếc xe là cái sàn nỉ ấy, thì rất là bẩn và vệ sinh cực kỳ khó nhá. Cái sàn nỉ mà như anh em đây này, nó sẽ là như cái sàn lưng của cái ghế này mà anh em chỉ cần thấy có bụi ở đây thôi nó sẽ bám vào, anh em lau không mà đi. Giải pháp này anh em chỉ cần trải ngay một cái bộ sàn da như này này thôi, nước em đố các bác không bao giờ ngấm, bụi không bao giờ bám, mà bám có bám nhưng mà mình chỉ cần lấy khăn và mình lau là nó sạch đấy. Chứ còn các bác mà để cái nỉ kia nhá, em nói là các bác hút mệt nghỉ không bao giờ sạch. Thứ hai là sau khi đã trải tháo cái sàn da này rồi, lấy ngay cho em bộ thảm sàn kata Thái Lan này thôi, các bác chỉ cần đặt cái này lên, bác thấy chưa? Đấy, đặt cái này lên, các bác nhắm chân lên đây, bụi bẩn nó sẽ bám vào đây. Còn các bác muốn giặt đúng không? Các bác nhấc cái này ra, các bác chỉ cần ra đây rửa sạch là rửa nhất là sạch sẽ đấy. Còn lại nhưng khi mà vệ sinh nội thất thì bên em sẽ đánh lại toàn bộ cái hệ thống cánh cửa của bác này, nhựa da tabi cánh cửa này, đánh sạch vệ sinh lại hoàn toàn đấy. Các bác thấy thấy cái răng ke ke này được vệ sinh sạch nhất. À, để tránh bụi bẩn này và dưỡng lại bằng toàn bộ cái da này bằng những cái hóa chất chuyên dụng làm mềm da, làm mềm nỉ và làm mềm da và cao su để lấy cho cái hộ đàn hồi và chống bạc màu cho cái ta bì cửa này có bác này. Đấy. Vệ sinh sạch sẽ như này, và khi mỗi gói một gói dọn nội thất chuyên sâu này sẽ có những gói khử mùi nhá, khử mùi để làm thơm cho xe, làm sạch cái không khí trong xe của các bác. Đấy các bác thấy chưa ạ? Chứ không phải cái các bác đi rửa 30, 40, 50 bác lau 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 này lau nó chỉ sạch ở cái bề mặt bên ngoài thôi, nhưng các bác đi lâu rồi nó sẽ ngấm vào thẩm thấu vào những cái bề mặt này, thì các bác phải dùng hóa chất chuyên dụng để đánh và làm sạch cho nó đi thì nó mới đảm bảo cho sức khỏe của bác đấy. Còn cái nội thất chuyên sâu ấy thì các bác nên sử dụng và cái dụng cụ đấy 1 năm 1 lần để nó đảm bảo cho cái khoang nội thất của chúng ta luôn luôn sạch đẹp và như mới. Còn dọn vệ sinh nội thất ở đâu ạ, các bác còn chưa biết địa chỉ uy tín thì hãy đến ngay với Akala Thái Nguyên các bác nhá.